À, đã sơ được vấn đề đó. Bây giờ cô nói chuyện kinh A Di Đà. Trước kia khi Đức Phật còn tại thế, có một vị hoàng hậu tên là Vi Đề Hy. Vi Đề Hy có một đứa con rất là bất hiếu. Quý vị có đọc kinh Vô Lượng Thọ chưa? Chưa hả? Ủa, Vô Lượng Thọ là kinh mà nổi tiếng của Phật giáo sao không đọc à? Chà, cái này chắc là Phật tử. Phật tử gọi là Phật chết. Tử. Kinh A Di Đà là nổi tiếng nhất sao không biết? A Di Đà, nhưng mà kinh nó kêu bằng có hai cuốn là kinh Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Hả? Quan Vũ Lãng Sổ Chinh nè. Tiếng Tàu là Quan Vũ Lãng Sổ Chinh. Cái nữa là Ô Mi Thố Phổ Chinh nè. Lãng bộ à, hai cái nó khác nhau. Cái, nhưng mà cùng một câu chuyện. Cái kinh mà có hơi Vô Lượng Thọ đó à, quý vị cứ tự nhiên khỏi cần chắp tay nó mỏi ha, ngồi tự nhiên à, nếu có nắng thì lấy cái áo kéo lên chút má. Cái kinh trong kinh Vô Lượng Thọ đó, nói cái chuyện của vị mà hoàng hậu Vi Đề Hy đó. Ơn sao có nghe được không? Con mới nghe hết rồi. Cái vị hoàng hậu đó bị đứa con mà nó phản phản trắc á, nó nhốt vào trong cái ngục rất là lạnh lẽo tối tăm. Mình kêu là lãnh cung đó, phải không? Cái miền Nam mình kêu lãnh cung, lãnh là lạnh, cung là cái chỗ mà cung cấm á, không có ai được vô đó, kêu bằng lãnh cung. Rồi bị nhốt ra đó rồi đó, cái mỗi ngày vị hoàng hậu đó rất là buồn, mà trong đó có một cái bàn đá lạnh lạnh vậy đó, rồi ngồi thiền đó, phải không? Ngồi thiền nhắm mắt lại nè, rồi cái quan tượng tới thầy của mình, thầy của vị đó là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài buồn quá, ngài mới nói cái thế gian này nó đau khổ mà nó phản trắc mà nó vô thường, con người không có hiếu với cha mẹ nữa, bạn bè chưa chắc đã trung thành, vợ chồng không chắc gì đã chung thủy, cho nên ngài mà chưa chắc gì đã răng long tóc bạc với nhau. Cho nên cái vị hoàng hậu đó rất là buồn bã, rồi ngồi mới nghĩ ngợi vậy, rồi ngồi thiền, nó mới lạy với Đức Phật thầy của mình đó là xin sư phụ lại cái ngục mà thăm con một chút ha. Nhưng mà Đức Phật đâu có đông 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 học trò quá, không có hiện thân lại được, mới hóa thân lại, biết không quý vị, biết không? Những người thành Phật họ có thể hóa thân. Hóa thân là như thế nào? Thí dụ như mình có một cái thân bằng cái thân này ha, bằng da bằng thịt vậy ha, rồi khi mình thành Phật rồi đó, thí dụ như cô thành Phật ha, đây người nào kêu mà liệt thành tâm đó, cái cô hóa thân ra, cái hóa thân giống y cái thân thiệt của cô vậy đó, thí dụ ha. Rồi cái đi nơi nào cũng được hết, đi qua xiên qua tường qua vách qua núi qua non qua ngục dày ngục lớn ngục đen ngục tối, không có ăn nhầm nhịt thì Phật dùng cái hóa thân, cái thần thông đó để mà hóa thân đi vô ngục mà gặp cái vị hoàng hậu đó. Hóa thân vô rồi, cái mới dùng cái quyền lực tự tại của ngài đem cái vị hoàng hậu đó lên cái xứ Tây Phương Cực Lạc mà thăm một chút. Cũng như thí dụ như ở dưới đất mình đây mà mình có tiền, người nào có giàu đó, mua cái vé máy bay tặng cho một người bạn, một người bạn cái mua vé máy bay đi qua bên Mỹ chơi nữa. Còn cái xứ nào nghèo nghèo đó thì nhiều khi nghèo đâu có tiền, không là cứ quen một người bạn rất là giàu, họ là triệu phú, họ có mua hai ba cái vé máy bay, cử mình đi chơi. Cũng y như vậy, những vị Phật, những vị thành Phật lớn, họ có cái phước báo rất là lớn, cho nên họ có thể dùng phước báo của họ cũng như đưa mình đi những cái thế giới khác chơi trong một lúc nhé. Thì đi lên cõi thế giới Cực Lạc đó rồi, cái vị hoàng hậu đó mới thấy rằng cái cõi đó rất là đẹp. Rất là đẹp, mà không có ai phản trắc ai, không có ai mà kêu bằng lòng cho ai đau khổ. Mà thấy cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà đẹp quá, sung sướng quá. Thế ngài mới ước ao rằng khi nào ngài mất đi đó thì ngài được lên, thì người được lên cái cõi đó mà sống. Mới hỏi Đức Phật Thích Ca, con làm sao mà con được lên cái cõi này, con chán cái cõi ta bà quá. Cõi ta bà là cõi đất của mình đó, quý vị hiểu không? Nó dơ dáy mà nó phản bội mà nó vô thường mà nó đau khổ mà không có cái gì mà sung sướng hết. Cho nên ngài hoàng hậu muốn đi lên đó ở luôn. Thấy đẹp quá ở luôn. Đức Thích Ca mới nói rằng được rồi, con đi về nhà đó,
mỗi ngày con quán tưởng cái cảnh giới như thế này, Đức Phật A Di Đà con đã gặp rồi, hả? Bây giờ nãy có thấy Quan Âm Bồ Tát Đại Thế Chí rồi, bây giờ về quán tưởng y như vậy đó, mỗi ngày nhớ tưởng hoài, nhớ tưởng tới cái cảnh này hoài, thì khi nào mà con rời bỏ cái cõi trần đó, thì con sẽ được đi lên ở... Thì sau khi mà ngài Vi Đề Hiêu trở về cái ngục ngục tối đó, thì ngài mới ngồi thiền nữa, nghĩa là trở về rồi mà ngày nào cũng ngồi thiền mới nhớ lại cái cảnh A Di Đà đó. Trong lúc có một ngày nào đó ngài đang ngồi thiền đó, thì cái vị hoàng tử mà con của ngài đó đi lại cái thấy, tự nhiên có một ngày nhớ mẹ mà hối hận đó, cái đi vô trong ngục cái thấy, thấy bà mẹ ngồi đó, ngồi lạnh mà nhập định á, nhập định tức là mình ngồi mà mình cái bằng cái nội tâm mình nó tĩnh lặng hết sức đó, mình không còn có bị cái ngoại cảnh nó xúc động và làm cho mình đau buồn hay là sung sướng gì nữa, đó kêu nhập định ha, ngồi rất là tĩnh lặng mà cái tâm mình rất là tĩnh, rồi mình có thể giao thông với những cái thế giới cao cả hơn nữa, những cái thế giới đẹp đẽ hơn, nó kêu nhập định ha. Nhiều khi cái trí huệ mình mở mang rất là sáng suốt, thấy được rất nhiều chuyện mà trước kia tới giờ mình chưa thấy, hiểu được những chuyện mà trước kia mình chưa hiểu được, cái đó kêu mình nhập định. Cho nên có một vị hoàng tử đó đi vô thấy bà mẹ ngồi nhập định, cái tự nhiên cảm động quá, hỏi kêu mẹ con muốn hòa hợp rồi cái chuyện kinh mà Quán Vô Lượng Thọ đó, A Di Đà Phật đó, cho chúng ta học được những cái quan niệm gì. Từ đó mình suy nghiệm ra rằng có hai loại quyền lực, một loại là quyền lực của thế gian và một loại là quyền lực phi thế, nên là siêu thế gian, phi phạm đó. Quyền lực của thế gian là quyền lực của những người cầm quyền đó, của những người, của những kêu bằng cầm đầu chính phủ đó. Họ vì nhiều khi vì là may mắn hả, nhiều khi vì là thời thế, nhiều khi vì là quỷ quyệt, nhiều khi vì là mưu đồ tham vọng mà được lên cầm đầu một nước, chứ chưa chắc họ có đạo đức gì. Muốn cầm đầu một nước nhiều khi không có gì là khó cả hả? Như mình nói ở Việt Nam, được làm vua thua làm giặc mà, phải không? Thì cứ nhiều khi cái người cứ nổi loạn bậy bạ lên rồi cái được cái làm vua thôi nhé, không được cái kêu là giặc. Thì nhiều khi những người cầm quyền ở thế gian có quyền lực rất lớn hả, làm cho tất cả mọi người đều run sợ, nhưng mà cái quyền lực đó không có tồn tại bao lâu. Chẳng hạn như cái vị hoàng tử ở trong cái chuyện A Di Đà đó, là một vị hoàng tử rồi cướp ngôi của cha lên làm vua mà không có lo lắng gì cho dân chúng thì đâu có phải là đúng là một ông vua à. Chưa làm vua mà đã giết cha hại mẹ rồi thì làm vua có ích lợi gì cho ai, chỉ được cái tiếng thôi, mà cái tiếng xấu để đời nữa. Cho nên cái quyền lực ở thế gian á, mình càng nghĩ á thì càng lo sợ à. Nhiều khi mình có quyền lực rồi đó, nó tự nhiên cái quyền lực nó biến cho con người làm thành những cái chuyện mà rất là tàn ác hoặc là không tốt. Có quyền lực trong tay rất dễ dàng hao hết, có phải vậy không? Rất dễ dàng quên đi cái lòng thông cảm của mình đối với một người khác, quên rằng người khác cũng có tim, có óc, có tình cảm, có đau khổ, có hy vọng nó như mình, quên mất. Thành ra cái quyền lợi của thế gian nó rất là nguy hiểm. Ít có người nào, không phải là không có hả, không có, chỉ có một số ít người nắm được quyền lợi thế gian mà vẫn còn giữ được cái đạo đức của là người, vẫn còn giữ được cái nhân từ à. Cho nên cái quyền lợi thế gian mình có hoặc là không có, cái chuyện đó mình cũng đừng nên lấy làm buồn lắm hả? Bữa nay làm quan may làm tù, nó cái chuyện nó dễ lắm, mình kêu gì lên voi xuống ngực, lên voi xuống chó không à. Cái này người Việt Nam mình hiểu nhiều hơn ai hết đó. Trước kia nhiều khi mình có quyền lực, mình có đầy đủ tiền hô hậu, cũng có tiền có bạc, nhưng mà thời thế nó chuyển xoay rồi, cái tự nhiên mình cũng biến thành một con người kêu bằng gì, helpless là sao, vô gì, bất lực á, đó, bất lực. Rồi cứ than than trách phận, rồi buồn bã, rồi đau khổ, nhiều khi muốn cứu người khác mà không làm sao cứu được.
Cho nên cái quyền lợi của thế gian, cái quyền lực của thế gian à, nếu mà những người nào mà có trí huệ sáng suốt á, ít có mơ tưởng, có à, thì cũng dùng, không có thì thôi, không có mơ ước gì. Và những người nào mà có cái trí huệ sáng suốt, nhìn xa hiểu rộng đó, họ thích cái bằng gì tìm, họ thích tìm giữ cái bằng cái những cái lực lượng siêu thế gian đó. Thí dụ như Đức Phật, Đức Phật thành Phật rồi, ngài đi vô địa ngục đi, như mình đi chợ thấy không? Địa ngục khóa 5, 6, 7, 8 tầng, ngài khóa không, ngài đi vô như không, khỏi cần phải ai mở chìa khóa hết, không có cảnh sát nào mà chặn được hết, không có công an nào mà stop ngài được hết, đi vô nào vô, muốn ra nào ra mà cũng chẳng ai biết nữa chứ. Cái đó là quyền lực tối thượng của một người đã thành Phật. Cho nên tại sao mà rất nhiều người tôn trọng Phật là như vậy, tại vì Phật cái gì làm cũng được hết, nhưng mà không phải dùng cái thân thể này làm mà không ai hay, làm mà ở đằng sau lưng làm đó, không phải đằng sau lưng làm mà không có bị con mắt của thế gian không được thấy được đó, nên không ai bắt bỏ gì được hết. Bắt cũng chịu thôi, bắt không có tăng chứng gì. Mà thường thường Phật, bởi vì Phật dùng những cái quyền ly này đâu có phải làm hại gì cho ai đâu, cho nên cũng không ai bắt bỏ gì được. Thường thường là dùng để cứu người thôi. Cái quyền lực phi phàm này sau khi mà mình tu hành một thời gian, tu hành cái pháp nào đúng đắn đó, mình có thể đạt được, chứ không phải là cái chuyện gì mà đạt không được. Thí dụ như mình đi học bác sĩ á, rồi sau này mình học chừng 3-4 năm, mới 3-4 năm chưa đậu bằng ha, rồi mình đã biết được thuốc men rất nhiều rồi, đã biết chẩn mạch rồi ha, đã biết nghe tim nghe phổi rồi, có nhiều khi còn có thể mà phụ giúp cho mấy ông bác sĩ mà có kinh nghiệm đặng mà cái gì mổ xẻ cho những người ta rồi, quý vị hiểu chưa? Nên sau này học thành đại rồi, thành ông bác sĩ lớn rồi, chứ khởi có thể mở phòng mạch rồi, có thể cứu rất nhiều bệnh nhân. Cũng giống y như cái chuyện học của thế gian, mình học Phật mà học đúng phép á thì cũng thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật như vậy. Muốn học thành Phật thì học cái pháp nào? Cái pháp Quan Âm của giống như ngài Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Cái pháp Quan Âm này tất cả mười phương chư Phật đều học qua thì mới thành Phật được. Cái này cô đọc trong kinh Lăng Nghiêm có nói. Và sau khi cô tu cái pháp Quan Âm rồi, cô thấy rõ ràng y như vậy, đúng là cái pháp Phật để thành Phật được. Rồi mình cũng có thể có thần thông tự tại, mình có thể có trí huệ sáng suốt, mình cũng có thể vượt qua nhân quả luân hồi, rồi mình có thể cứu được bao nhiêu người khác mà cầu cứu tới mình. Rồi mình cũng có thể hóa thân đi 100.000 ức nơi như vậy để mà cứu người khác. Cô thấy rằng cái phép này vô cùng màu nhiệm, mà ai cũng có thể tu được. Thành ra từ cái khi mà cô bị người Đài Loan khám phá ra, rồi sao người Ấn Độ khám phá ra, rồi người Mỹ khám phá ra, là cứ lôi cô ra đi truyền pháp tới nay, thì cũng có rất nhiều người, hàng ngàn hàng vạn người tu pháp Quán Âm này, người nào cũng có kết quả rất là thần diệu. Càng tu thì cái trí óc họ càng mở mang, cái tâm hồn họ càng thanh thản, gặp bất cứ một cái trở ngại tai nạn gì, tinh thần họ cũng không có dao động như hồi xưa, kêu bằng nó nhẹ nhàng hơn, nó bình tĩnh, nó sáng suốt hơn. Mình càng bình tĩnh càng sáng suốt thì mình càng có cái trí huệ, cái óc thông minh để mà mình đương đầu với cái nghịch cảnh đó. Mình tìm được nhiều thêm cái phương pháp để mình đương đầu. Thành ra đi tu nó có lợi cái chỗ đó. Hoặc là mình đi tu, mình cạo tóc, mình đi tu, mình hy sinh cái cuộc đời của mình để cho cứu giúp tất cả người khác, hoặc là mình ở nhà, mình tại gia, mình tu, mình coi sóc con cái, chồng vợ mình đều tu được hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca còn tại thế, ngài có 4 loại học trò ha. Một loại thứ nhất là tỳ kheo. Tỳ kheo là những người nam mà cạo đầu xuất gia đi tu. Tỳ kheo ni là những người nữ mà cạo đầu xuất gia đi tu, ví dụ như cô vậy, hoặc là sư cô Việt Quỳnh hả, giữ tâm nhập tâm nhập chứ, sư cô tâm nhập đúng không? Nên sư cô tâm nhập đó là cái tỳ kheo ni hả. Còn như những người mà đàn ông ở đây đó, nó kêu là tỳ kheo chưa, tỳ kheo là cái tiếng Phạn đó. Tỳ kheo ni cũng tiếng Phạn, tiếng nữ, chỉ cho người nữ, ni chỉ cho người nữ hả. Rồi còn 2 loại nữa là ưu bà tắc và ưu bà di.
cái đó là nam nam tại gia và nữ tại gia đồ đệ. Cho nên mình phải hiểu rằng người xuất gia cũng tu được, mà người tại gia cũng tu được, người nam cũng tu được, mà người nữ cũng tu được. Nếu không Phật đâu có nhận người nữ đi tu, phải không? Trong kinh có một đoạn nói rằng người nữ đi trước, trước kia không có người nữ mà xuất gia, mà sau này Đức Phật Thích Ca lại rồi mới có người nữ xuất gia. Tại sao? Tại vì cái xứ Ấn Độ thời bấy giờ đó, người nữ bây giờ cũng vậy thôi, người nữ không được quyền một mình đi ra khỏi nhà, bây giờ cũng y như vậy. Cái lúc mà cô qua Ấn Độ đó, người Ấn Độ nữ cũng vậy, không bao giờ đi ra ngoài đường cái một mình hết, đi là phải dẫn theo con cái hoặc là anh chị em bạn bè cha mẹ, chứ không bao giờ được đi một mình. Cái xứ đó nó rất là nghiêm nhặt như vậy. Nếu một người đàn bà Ấn Độ mà đi ra ngoài một mình á, người ta dòm với con mắt rất là khinh khi, ta nghĩ mình chắc là gái không có lành. Cho nên cái thời Đức Phật 2600-700 năm về trước nó còn nghiêm khắc hơn cái thời bây giờ nữa, quý vị hiểu chưa? Cũng như mấy cái xứ Ả Rập đó, nó đi ra ngoài nó che mặt hết á. Thì Ấn Độ hồi xưa cũng vậy, đi ra cũng phải che mặt rồi này kia nữa, dùng cái áo của người Ấn Độ đó, họ vẫn nó vắt trên vai thấy không, nó có nó cơ dư một cái tấm một bên ha, nó đi ra ngoài nó vô okay. Nó che mặt nó lại, nó có cái che vậy này. Bây giờ thì nó bớt hơn nhưng mà cũng y như vậy, cũng cực khổ như vậy. Cho nên phải biết tại sao mà Đức Phật từ chối không cho người nữ đi xuất gia, sợ rằng cái phản ứng của xã hội quá mạnh mẽ. Mà quá thiệt như vậy, cái lúc mà ngài nhận người nữ đi xuất gia đó, ai cũng phản đối hết. Nói tại sao ngài lại cái gì bác bỏ luật lệ của xã hội, bác bỏ luật lệ của những người tu hành hồi mà kỳ cựu hồi đó đó. Cho nên ngài bị công kích dữ. Nhưng mà vì lòng từ bi, ngài bất chấp. Thứ nhất, thứ hai, cái điểm quan trọng nữa là tại vì cái người mà xin đi tu đầu tiên là mẹ của ngài, mẹ gì đó, em ruột của người mẹ đẻ của ngài, anh nói ngài từ chối được. Mà rồi A Nan Đà là cái vị mà đệ tử đầu tiên của Phật, mà đệ tử ruột đó, mà cái xin Phật 3-4 lần nữa, cho nên Phật không thể nào từ chối được. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng tại sao Phật không cho người nữ đi tu rồi người nữ không bằng người nam sao được, làm gì có Phật nữ Phật nam phải không? Cái Phật tâm đâu phải có nữ có nam, quý vị hiểu chưa? Cho nên Phật mới nói rằng tất cả chúng sanh đều bình đẳng như ta không khác. Tất cả chúng sanh đều có Phật tâm, Phật tánh á, Phật tâm xin lỗi, Phật tánh. Nếu cái Phật tánh này nó không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, làm gì nó có nam có nữ, thấy không? Cái nam nữ là cái áo mình bận bên ngoài thôi, cũng như chị bận áo đỏ, tôi bận áo nâu, anh bận áo xanh, tôi bận áo trắng nghe. Rồi cái bề dáng bên ngoài đó là một cái y phục bằng da, quý vị hiểu không? Mà mình bận vô khi mà mình đầu thai lên cái cõi này. Có người bận y phục mà như người nam vậy đó, người bận y phục như người nữ, có người bận y phục như con chó, con mèo, con dê, con bò, con heo. Đó là tất cả những cái y phục mà linh hồn mình phải bận vô để mà hoàn tất cái nhân quả của mình đời trước, hoàn tất những cái nghiệp lực, những cái nghiệp chướng, những cái tham vọng, những cái ước muốn của mình những đời trước, những việc mình làm dở dang đời trước. Khi nào mình thành Phật rồi á, thì mình không còn là người nam, không còn là người nữ nữa, mà chỉ rõ ràng một cái Phật tánh rất là minh bạch thôi. Cái Phật tánh này ai cũng như ai cả. Cho nên những người thành Phật rồi, họ nhìn người nào cũng Phật hết. Họ rất là cung kính. Họ rất là cung kính. Ở Ấn Độ có một cái tục lệ như thế này. Bất cứ người lạ nào mà tới nhà của anh á, anh phải đối người ta như là đối với Thượng Đế vậy, như là đối với một người Phật sống tới nhà vậy. Anh có bao nhiêu anh phải đem ra anh sự phụng sự người ta cho hoàn hảo, đối đãi người ta như một vị mà thượng khách, như một vị Phật tới nhà, như một Thượng Đế mà xa phàm. Tại sao? Tại vì có rất nhiều cái câu chuyện mà ở bên Ấn Độ hồi xưa đó, có nhiều vị Phật, nhiều vị thánh đó, hóa thân như mấy người ăn mày, biết không? Đi vô, không phải là hóa thân nữa. Thí dụ như có nhiều vị mà đi tu ở bên Ấn Độ, họ bận đồ tu á, nhưng họ đi ngoài họ bình bát, phải không?
họ đi ăn xin đó, ngày bữa đó ăn xin là nhiều khi đi ngoài đường nó lam lũ mà quần áo đâu có bao nhiêu đó. Thành ra nó coi nó sắp bắt như một người ăn mày, nhưng mà cái quyền lực của họ phi phàm, cái quyền lực bên trong không ai thấy được. Cũng như Đức Phật của mình hồi xưa, tuy là ngài thành Phật rồi mà ngài vẫn bận cái bờ đồ, nghĩa là đồ trầm đồ vá của một người tu hành, rồi vẫn đi mỗi ngày mà đi khất thực như vậy. Khất thực tức là đi xin ăn đó, phải không? Xin ăn không phải ngày đói mà ngày đi xin đâu, tại vì ngài là vị hoàng tử mà. Thí dụ ngài muốn thì cha của ngài có thể mỗi ngày cung cấp cho ngài vật thực đầy đủ, có phải không? Nhưng mà ngài không muốn như vậy, ngài muốn đi xin để tỏ cái lòng khiêm nhượng, để cho chúng sanh biết rằng tất cả đều bình đẳng. Vị Phật và một vị phàm phu như nhau, có thể bố thí cho một vị Phật nữa. Thành ra, và để cho chúng những cái người đó có cái dịp mà bố thí, đang trồng cái nhân bố thí. Khi nào mình bố thí, tại sao mà nó được phước? Tại vì cái lúc đó mình quên mình rồi, mình cứ nghĩ cái người đó cho nên cái ta của ta nó rộng ra một chút còn những người nào mà chiến đấu vì quốc gia đó thì cái ta nó rộng thêm một chút nữa, vì bảo vệ quốc gia chứ không phải mà vì tham vọng, cái đó là những người khác, hiểu chưa? Chân thành cái lòng chân thành dũng cảm bảo vệ quốc gia, cái đó là khác. Còn cái khi nào mà mình vì tham vọng mà mình làm tướng làm tá, cái đó là nó khác nữa cô nói là nói những người mà thành tâm thương yêu ái quốc, bảo vệ quốc gia, bảo vệ đồng bào đó, cái lúc đó cái ta của họ rộng thêm rồi nếu mà họ thành Phật hoặc là họ đi tu mà họ thương yêu tất cả mọi người bình đẳng thì cái ta nó càng rộng nữa, càng thương yêu nhiều người cái ta của mình càng rộng, mình biến thành không có chỗ nào mà không có mình đó, hiểu không? Tại vì cái tư tưởng của mình nó có thể khoa rộng ra tất cả các nơi trên vũ trụ, cho nên một vị đã thành Phật rồi cái tư tưởng họ khoa rộng rất là lớn, cho nên họ chỗ nào họ cũng có thể hóa thân được là như vậy, biến thành cái vũ trụ đồng nhất thể đó. Thành ra thành Phật cái chỗ nào cũng thấy ngài hiện ra được, không phải là ngài dùng cái thân đó ngài bay tới chỗ kia chỗ nọ, nhưng mà tại vì ngài với vạn vật đồng nhất thể cho nên cái tích tắc là có thể hóa thân lên, hiểu chưa? Cái vạn vật đó nó không hình không dáng, cái Phật tánh nó không hình không dáng, mà nó, khi mà nó lan rộng ra tất cả mọi góc cạnh trên vũ trụ đó thì cũng thì bất cứ lúc nào có người nào mà cần ấy, nó có hóa ra cái hình liền. Quý vị có hiểu không? Thí dụ như bây giờ mình cái điện thoại mình bắt đầy hết tất cả các nước ha, cái điện thoại tự nhiên thì nó không có kêu, nhưng mà nếu có người muốn dùng cái là nó kêu liền, rang rang rang, rồi cái tiếng nói từ trong điện thoại nó phát ra, nhưng mà thật ra cái tiếng nói là từ tổng đài, từ cái người nói nó truyền qua tổng đài rồi nó phát ra, quý vị có hiểu không? Cho nên cái điện thoại đó không phải là cha mẹ của mình, nhưng mà nó có cái tiếng nói của cha mẹ mình. Cũng y như vậy, Phật hóa thân á thì cũng như dùng cái hệ thống nó như vậy, quý vị hiểu không? Hóa thân của Phật thật ra không phải là Phật nhưng mà là Phật, hiểu chưa? Thành nó như vậy cũng như mình thành Phật rồi thì cái hệ thống mà hệ thống cũng như bây giờ khoa học rất là tiến bộ khoa học rất là tiến bộ, cho nên làm ra điện thoại truyền hình này cái nọ ở đâu mình cũng có thể coi được, thì Phật là một vị khoa học gia tiến bộ nhất vậy thôi. Ngài dùng bất cứ cái gì cũng được, mà khỏi cần máy móc mà nó lộn xộn, mà phải cấm điện cấm rồi hết trơn, trời ơi, bắt tới bắt lui rồi hư rồi sửa tới sửa lui rồi mất tiền mất bạc. Khoa học gia tiến bộ nhất là một người thành Phật, chỉ có vậy thôi. Cũng như hồi xưa mình không có điện thoại mà bây giờ mình có điện thoại tại vì mình những khoa học gia bây giờ tiến bộ, cái nền văn minh của mình tiến bộ, thì Phật là những vị tiến bộ hơn những người thường gấp mấy ngàn mấy trăm lần vậy thôi. Họ có thể dùng không gian, dùng gió, dùng nước, dùng lửa, dùng bất cứ một cái gì biến thành cái dụng cụ giao thông, cái dụng cụ truyền thanh, dụng cụ truyền cảm, truyền thần giao cái cảm của họ. Thành Phật là nó như vậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng thành Phật khó quá. Khó quá hả? Đâu có gì khó đâu. Nè, thì không sao, thôi mình nghĩ thành Phật khó lắm, ít nhất mình cũng làm con gái của Phật. Hoặc là mình làm Bồ Tát, mình làm bạn của Phật, được cái đó được. Mình làm bạn làm Bồ Tát của Phật, làm Bồ Tát, làm A-la-hán, nó đã có nhiều điều rất tốt rồi, không cần phải nghĩ tới mà làm Phật. Nhưng mà từ A-la-hán lên tới Bồ Tát lên tới Phật cũng rất là lẹ. Bồ Tát là thấp hơn Phật một ít cách thôi. Thí dụ như Phật có thể trăm ngàn ức hóa thân thì Bồ Tát có chừng
một vạn hóa thân vậy hả, hay là hai ba vạn à, có thể hóa thân ít hơn Phật một chút, nó quyền lực ít hơn Phật một chút. Tu cái pháp Quán Âm á thì ít nhất mình cũng làm được A La Hán hoặc là làm Bồ Tát, cái thân tâm mình nó tự tại hả? Mặc dù nhiều khi cái thân mình không tự tại nhưng mà cái tâm mình nó tự tại. Bây giờ cô nói cái, nó có cái chuyện của người Ấn Độ đó, khi mà người ta thấy một người lạ nào mà vào trong nhà người ta mà xin ăn á, hoặc là xin ngủ nhờ một đêm đó, họ đối đãi với những người đó như Phật sống, bởi vì họ sợ gặp nhầm mấy ông mà tu đắc đạo cao đó, rồi họ không có kêu bằng giúp đỡ châu đáo đó thì mai mốt họ không có phước báo, họ còn bị long thần hộ pháp trừng phạt nữa, hiểu chưa? Không phải cái người mà thần thánh nó trừng phạt, không phải ông Phật đó ông phạt, nhưng mà những vị khác quỷ thần nó thấy nó ghét. À, tại sao người tu hành vô mà không tiếp đãi nồng hậu, không có cúng dường à? Thành ra ở Ấn Độ nhiều khi những người ngoại quốc họ đi lang thang đó, họ bận họ qua đó họ cũng tu nhé, những người ngoại quốc như người Âu người Mỹ đó, họ thích cái thế giới tu hành của Ấn Độ, họ đi qua đó họ thăm, rồi nhiều khi họ cũng không có tiền, họ cũng đi vô những cái nhà người Ấn Độ mà nghèo đó, mà những nhà Ấn Độ rất là nghèo mà lại cho tiền cho bạc cho đồ ăn cho mấy cái ông ngoại quốc mà râu ria sồm sồm, mà tưởng đâu là từ cái nước mà rất là giàu có trở lại mà lại đó. Cho nên có một dạo người Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ không có thích mấy người ngoại quốc đi qua nè. Tại sao? Họ nói mấy người ngoại quốc lợi dụng cái lòng tốt của đồng bào Ấn Độ. Đồng bào Ấn Độ ngây thơ, có tưởng người nào lại là phải đối đãi như Phật sống đâu. Thành ra cứ đối đãi hoài rồi mấy người ngoại quốc nhiều khi họ ở ngoại quốc nhưng mà cũng đâu phải người nào ngoại quốc cũng có tiền đâu, quý vị hiểu chưa? Hả? Ngoại quốc cũng có người nghèo. Cô đi qua Mỹ đó, có nhiều người ở trong xe đó, quý vị hiểu không? Mà nó như một cái xe nhưng mà nó không có người lái đó, rồi nó nối vô trong cái xe thiệt đó. À, hay ở Mỹ á hoặc là ở Úc đại lợi ha, nhiều khi người ta không có nhà, người ta mua cái remote như vậy, mà cái remote trong đó nó cũng sang lắm. Đấy, nó có thì khi mình có thể đặt điện thoại, có đèn, có tủ lạnh, có tivi rồi cũng được, nhưng mà nó nhỏ à, ở tạm nè, đấy lưu động, hay lưu động. Thì Mỹ có nhiều người họ mua không nổi cái remote như vậy đó, họ chỉ ngủ trong xe thôi, cái xe quằn quèn vậy rồi lái đi chỗ này chỗ kia, đi làm rồi về nhà ngủ trong xe vậy à, rồi chắc đậu trên cái bãi nằm bãi mấy người nằm người ta đi picnic đó, mấy cái chỗ picnic đó thì có nước, có toilet à, như vậy rồi cứ sống như vậy. Coi bộ còn nghèo hơn người Việt Nam mình nữa hả? Việt Nam mình đâu có ai sống trong xe đâu, ở sống trong thuyền nha, ở sống trong xe bây giờ. mình cứ làm thuyền nhân với ai làm xe nhân bây giờ làm. Học phép Quán Âm rồi cái gì cũng có hết, khỏi cần học một gốc như vậy hả? Cái đó là học một gốc thôi, học chữa bệnh thôi, còn học của sư phụ à, mai mốt cái gì cũng có hết, chữa bệnh cũng được nữa, nhưng mà cái lúc đó mình không có chữa bệnh đụng đâu chữa đó như vậy. Mình coi người nào nhân quả tốt mình chữa giùm cho họ một chút, còn nếu nhiều khi mình chữa cái bệnh cho người đó kiếp sau họ phải luân hồi trở lại, họ còn trả cái bệnh nặng hơn nữa thì không thể chữa được, để cho họ yên, họ bệnh một đời thôi rồi họ hoàn toàn giải thoát, hiểu chưa? À, nên không phải chữa bệnh bậy bạ được, phải khai ngộ rồi làm cái gì nó cũng đúng hết á. Không khai ngộ mặc dù có thần thông chữa bệnh đi nữa cũng chữa trật lấp như thường. Có biết bao nhiêu người chữa bệnh rồi, bữa nay bệnh nó hết, rồi 3 tháng sau nó trở lại nặng hơn nữa rồi cũng chết à. Cái đời sinh tử luân hồi, sinh lão bệnh tử là cái chuyện thường, không có gì đáng quan trọng mà phải làm cho nó gồ ghề lên hả? Đời bây giờ có thiếu gì bác sĩ kỹ sư người ta chữa bệnh thôi, hiểu chưa? Mình học cho thành Phật rồi cái gì mình làm cũng được hết hả? Nếu Đức Phật Thích Ca nghĩ rằng chữa bệnh là một cái vấn đề tốt, ngài đã đi học chữa bệnh rồi, ngài không có đi học thành Phật, hiểu chưa? Nhưng mà ngài thành Phật rồi, nhiều khi ngài chữa bệnh giùm cho người ta cũng được nữa, chỉ cần nhìn mặt ngài thôi là bệnh hết liền, ngồi trước mặt ngài là bệnh hết liền, nhiều khi ở nhà tưởng nhớ ngài là bệnh hết liền, lao tù xiềng xích gì nó cũng tan hết, cái đó mới là chữa hay, chứ còn phải đứng đó mà rờ mó rồi này kia, dòm tới dòm lui rồi xa tới xa lui dùng điện lực, cái đó còn trò con nít, hiểu chưa? Nếu Đức Chúa Giêsu nghĩ rằng chữa bệnh là một cái nghề tốt, một cái điều tốt, ngài đã đi học chữa bệnh rồi, ngài mới học mà thần linh để về với Đức Chúa Trời làm cái gì, quý vị hiểu không?
Lão Tử, Khổng Tử cũng vậy, đâu có ai đi học chữa bệnh làm gì. Chữa bệnh á, thấy ra thì là một cái điều rất tốt, à, có lòng từ bi. Nhưng mà quý vị nên biết là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, không có ai mà gánh được cái bệnh cho ai, mà không có ai mà kêu bằng à, cái bằng cướp cái máy trời được hết, hiểu chưa? Người nào nhân nào quả nấy. Bữa nay mình chữa người ta, mai người ta cũng bệnh à. À, hoặc là thành ra phải thành Phật rồi, có cái trí huệ sáng suốt của Phật rồi, biết người nào chữa được, người nào không chữa được, hiểu chưa? À, cho nên Đức Chúa Giêsu cũng đâu phải người nào ngài cũng chữa đâu, hiểu chưa? Ừ. Coi cái người đó, cái nhân quả họ có nặng quá không? Nếu có nặng quá thì để cho họ chịu một chút, đặng mai mốt họ đừng có luân hồi nữa. Chứ nếu bây giờ chữa bệnh cho họ, họ cái nợ họ trả chưa xong, họ phải đầu thai lại một kiếp khác để trả nợ. Quý vị hiểu không? À, chữa bậy chữa bạ còn hại người ta thêm nữa. Ừ. Cái gì cũng phải khai ngộ trước rồi mới được, chứ không thể nói tôi đi học chữa bệnh không là đủ. À, còn cái vấn đề dùng y khoa mà cứu bệnh cho người ta, cái đó không không sao, hiểu chưa? À, tại vì cái dùng cái hóa, những cái phản ứng hóa học ở trong thân thể đó, nó phản ứng với những cái chất hóa học của cái thuốc đó, nó cứu với bệnh không sao. Còn có những bệnh á, kêu bằng nhân quả, hiểu chưa? À, mình không nên đụng bậy đụng bạ. Không nên chữa bậy chữa bạ. Bệnh nào mà y sinh những người mà bác sĩ chữa không được á, đó là biết bệnh nhân quả rồi, hiểu chưa? Phải có dùng mắt trí huệ coi cho đàng hoàng, coi cứu cái bệnh này cho họ, họ có hại gì không, họ có phải trả nặng thêm không, cũng như trả tiền lời vậy, cô hiểu không? Bây giờ cô không trả hết, cô mua một cái nhà mà cô không trả hết thì cô trả lời nhà băng, trả tiền lời nhà băng và trả tiền lời cho cái tiền vốn lời đó nữa. Nói những cái chùa bên Tàu mấy ngàn vị môn sinh á, hiểu chưa? Xuất gia mấy ngàn người vậy đó, hoặc là ở Tây Tạng mấy ngàn người thi nhau xuất gia. Tại vì không xuất gia họ không có dạy kỹ. Xuất gia rồi cái mỗi ngày ở đó mỗi ngày đều học hỏi chưa? Học đủ thứ hết trơn á. À, rồi tập luyện ngồi thiền nữa, không có bị ai ràng buộc, không bị ai bắt mình đập chứng hết. Hiểu chưa? Còn á, tại gia nhiều khi mình phải bôn ba vì vấn đề sinh kế đó, nhiều khi công việc làm nó khó khăn cho mình, rồi mình ăn chung với những người ăn mặn, nhiều khi chén rồi nó không có được tinh khiết, rồi cái mùi nó hơi hôi này kia đó, mình chịu không nổi, thí dụ vậy đó, rồi nó làm đủ thứ phiền phức ra hết á. Thí dụ như mà một vị sư phụ nào đó, một vị minh sư nào đó, họ nhắm mắt lại ha, nếu có gió nhắm mắt lại. Họ truyền cho những người xuất gia không thì đâu có gì mà rắc rối đâu, phải không? À, vô trong chùa rồi mới truyền, phải không? Vô chùa là đã bỏ hết tất cả những cái ràng buộc rồi, đã khỏi có bị ràng buộc nữa, không có ai bị phiền hà gì nữa. Nhưng mà ta cũng phải khẩu nghiệm một thời gian lâu lắm á, mới bắt đầu truyền pháp. Cho nên quý vị thấy nhiều khi ở chùa học là sách bữa củi sách nước 3-4 năm trời rồi ông thầy ông mới truyền cho, quý vị có nhớ không? Có nhớ đọc cái chuyện đó không? Là bởi vì muốn khảo sát cho nó biết nó ở đây có ổn định hay không, rồi mới đem cái phép mà bí quý báo bí truyền mà truyền cho nó, chứ rủi nó vô rồi truyền nó liền nó dọt về nhà mất, thấy chưa? Thí dụ vậy đó, nó chưa có ổn định trong tâm, rồi nó lãnh hội cũng không được nhiều, rồi nó đi ra truyền bậy truyền bạ, rồi nó mất cái hay của cái pháp đi, hiểu chưa? Hoặc là coi thử nó ở đây có ổn không, hay là cha mẹ nó có tới làm phiền làm hà gì không, cái đã có lôi về kéo về không, cái đã có làm phiền phức gì cho chùa chuyện không, rồi mới bắt đầu truyền cho nó. Quý vị có hiểu không? Như bây giờ sư phụ truyền bị bạ đủ thứ hết trơn à. Nhiều khi vợ học rồi chồng không học. À, vợ thì thương sư phụ, chồng thì chửi. Rồi nhiều khi chồng học vợ không học, chồng ăn chay vợ ăn mặn, rồi ghen sư phụ đủ thứ hết trơn á. Đàn bà mà cũng ghen, đàn ông mà ghen với sư phụ chứ đâu phải đàn bà nói thì làm gì. Nhiều khi người vợ đó đi học với sư phụ rồi thương sư phụ quá. Tại biết sư phụ dạy những điều tốt, rồi vậy học hành rồi có kinh nghiệm, thương quá kính á, rồi ông chồng ghen. Ghen mà ghen với một bà sư thấy cũng tức cười. Thành ra nó phức tạp vậy, cho người tại gia nó phức tạp lắm, quý vị hiểu không? Rồi đi ra ngoài á mà mình cái quảng bố cho quảng đại quần chúng á thì thế nào cũng có người nghe được, có người nghe không có lọt lỗ tai, rồi có người thương, có người ghét, rồi có người truyền khẩu tốt, của người phỉ bán bậy bạ lắm, cực cho ông thầy lắm, quý vị hiểu không? Chứ nếu như hồi xưa quý ông thầy ông ở trong chùa không á, ông dạy học trò
xuất gia không á, thành ra cái danh tiếng ông không có bị, không có bị sức mẻ, quý vị thấy không? Cho nên mình đọc sách truyện mà thiền hồi xưa đó, người ta ghi lại lịch sử đó, người nào cũng tán thán ông thầy này ha, đạo cao đức trọng, không có ai nghe nói mai phỉ báng ông gì hết trơn, hiểu chưa? Bởi vì những cái pháp mà cao đó mà đem ra nói với quần chúng thì đâu đâu có phải người nào cũng nghe mà hiểu hết đâu, quý vị hiểu không? Cho nên nó làm cho nó rắc rối đó. Thí dụ như những cái đồ cổ mà đồ quý báu, quý vị hiểu không? Chỉ có những tay sành chơi mới biết thôi, thấy không? Nếu mà anh đem ra cái chợ mà supermarket á, anh cứ rêu rao ra, anh nói đồ cổ, đồ đẹp rồi. Cứ như người ta đi ngang qua, anh đã thấy mít, nó chở cái đồ đen thui mà nó đẹp, mà mê quý cái gì, hiểu chưa? Còn những tay mà sành điệu đó, thì người ta ngó qua, người ta biết liền, quý vị hiểu không? Người ta nghiên cứu lâu rồi, người ta chơi đồ cổ đó, người ta quen rồi, người ta quý giá lắm. Cho nên những đồ cổ người ta thường thường đâu có đem ra chợ mà bán rau đâu. Phải không? Người ta phải để trong những cái phòng mà triển lãm mà đặc biệt, những cái chỗ nào mà có khách sành điệu tới, hiểu chưa? Rồi người ta chỉ mời những người sành điệu tới mà thôi. Bán thì bán cho những người đó thôi. Cái đồ quý giá thì để cho mấy người đó coi thôi. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ nhiều khi vì chúng sanh bắt buộc hoặc là khẩn cầu quá, rồi nhiều khi những vị thầy đi ra ngoài giảng đó, giảng những cái pháp cao quá đi, hồi đó giờ không có nghe, hồi đó giờ chưa có biết, rồi thế nào cũng có rắc rối ra, hiểu chưa? Rắc rối cho cái người đi truyền pháp đó. Thánh kinh nó bị cắt xén nhiều quá rồi, bây giờ mình coi theo cái cuốn đó nó cũng hơi khó mà phân biệt được lắm. Nhưng mà nếu Đức Chúa Giêsu nghĩ rằng không có nhân quả luân hồi á, thì Ngài khuyên mình làm lành làm gì đâu. Làm lành làm dữ gì cũng vậy thôi, có một đời thôi, quý vị hiểu không? Tại sao còn nói là có một ngày phục sinh nữa, có ngày sẽ sống lại nữa? Không phải nói 2000 năm, cái đó nó thêm vô, nhiều khi nó dịch trật á, thấy chưa? Người chết mà 2000 năm rửa xác rồi sao sống lại? Có ngày sống lại có nghĩa là ý như nói là cái ngày luân hồi đó, thấy chưa? Nếu bây giờ mình làm điều xấu, mai mốt cái lúc mình luân hồi trở lại đó, Chúa sẽ có cái sự phán đoán, tức là mình nhận cái quả của mình đó, hiểu chưa? Nhồi quả của mình đó. Nhiều khi kinh điển Đức Chúa nói mấy ngàn năm về trước, nói dùng những cái cổ ngữ nó khác, rồi mai mốt những người sau này không có khai ngộ như Ngài, hiểu chưa? Những người đệ tử mà sau này đó không có khai ngộ như Ngài, dịch ra nó không có đúng nghĩa như Ngài muốn nói, quý vị hiểu không? Rồi cái coi cái câu nào không hiểu cắt ra, coi câu nào mà giống đạo Phật quá cắt ra, câu nào mà giống đạo Hồi quá, đạo Ấn Độ á, Ấn Độ đó cắt ra. Hồi xưa Đức Chúa Giêsu đi học với những người Phật giáo, những vị sư Phật giáo và những vị sư Ấn Độ giáo nhiều lắm chứ, nhưng mà đâu có nói mấy cái này ra đâu. Lâu lâu những cái nhà khảo cổ người ta mới moi móc ra được những cái cuốn tài liệu đó, họ mới công khai cho thế giới biết rồi xưa Đức Giêsu có qua Ấn Độ, có học với những vị sư Phật giáo, có học với những vị sư Ấn Độ giáo, hiểu chưa? Thành ra những lời của Ngài Đức Giêsu Kitô nói nhiều khi cũng giống như bên Phật giáo mà giống bên cái thuyết của Ấn Độ giáo, quý vị hiểu không? Nhưng mà những người sau này họ đâu có muốn cho mình biết những cái đó, họ cứ muốn là mình nghĩ rằng Đức Giêsu từ trên trời rơi xuống rồi chết rồi cái từ dưới đất lên trời vậy thôi. Họ không muốn mình có những cái quan niệm những cái quan niệm khác, ví dụ như Đức Giêsu cũng sanh ra như một người như mình vậy rồi mới đi học với những vị minh sư rồi mới khai ngộ, quý vị hiểu không? Họ muốn Đức Giêsu là độc tôn thôi, không ai có thể khai ngộ được như Ngài hết. Thì cũng như thời chú Bác, cũng như Đức Phật của mình á, sinh ra cũng Ngài nói ta cũng là một người như các người thôi, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Nhưng mà bây giờ mình thần thánh hóa Đức Phật, mình cứ để ổng đứng một mình đó thôi, không ai mà thành Phật được như ổng hết trơn hết trọn. Tối ngày cứ lạy ổng hoài, ổng chết 2-3 ngàn năm rồi cứ lạy hoài, mà ổng lạy rồi cũng không ai thành Phật hết, quý vị có hiểu không? Tại vì sau này mình hiểu lầm á. Đức Phật ra đời vì muốn cho chúng sanh giác ngộ Phật tri kiến, quý vị hiểu không? Nếu mà rồi trong những cái đoạn khác Phật có nói rằng nếu mình muốn hiểu Phật á, mình chỉ có cách làm Phật mới hiểu được Phật mà thôi, phải không? Thì hai cái đoạn đó mình chấp lại với nhau, mình biết rằng Phật ra đời vì là muốn dạy chúng sanh thành Phật.
Như vậy có nghĩa là mình ai cũng có hy vọng hết. Mà tại sao cứ ngồi cứ lại Phật hoài, cứ nghĩ Phật là một đấng một mình thôi, không ai có thể thành Phật như Ngài hết. Cũng giống y như Thiên Chúa Giáo, cũng giống y như Đạo Hồi Giáo thôi. Bây giờ họ cứ lại Mohammed hoài à, hoặc là Khổng Tử, Lão Tử, cứ lại Khổng Tử, Lão Tử thôi, chứ đâu có ai nghĩ rằng mình sẽ mình tin tưởng những vị đó là mình phải làm như bằng những vị đó mới đúng, hiểu chưa? Cũng như mình lại ông giáo sư mình hoài, mình phải học cho bằng ông chứ lại ông hoài làm gì. Cái chủ thuyết nào mà làm lợi ích cho con người hả, làm con người tiến bộ, văn minh, đạo đức và càng ngày càng gần gũi Thượng Đế, cái chủ thuyết rất là đúng. Nhưng mà nói cho bác hay, không có chủ thuyết nào đúng hết, chỉ trừ cái mình đích thân mình thí nghiệm mới là đúng mà thôi. Chân lý là ở trong mình, tự mình thí nghiệm lấy. Cho nên Đức Phật mới nói Phật ở trong con, Phật trong ta. Rồi Đức Chúa Giêsu mới nói thiên đàng ở trong lòng các ngươi, phải không? Không phải trong lòng đây, là ý như nói là mình phải tự đem cái trí huệ mình ra mình tìm cho thấy. Cho nên những cái chủ thuyết nào cũng không đúng hết, chỉ là những cái cũng như con mồi để cho mà nhử mình đi lại cái mục đích tối thượng là Thượng Đế thôi, quý vị hiểu không? Cho nên bây giờ đạo thì rất là nhiều mà đâu có ai giải thoát đâu, chỉ có minh sư đại thế truyền cho mình cái chân lý từ bên trong á, dùng tâm truyền tâm á, rồi từ mình phát hiện ra mình biết mình là ai, biết Thượng Đế, biết chân lý, cái đó mới đúng thôi, bác hiểu không? Tất cả những chủ thuyết nào đều là nhứ cho mình biết, đặng nhứ cho mình thèm, đặng mình đi kiếm. Thí dụ như hồi xưa mình bây giờ cũng vậy nữa, muốn cưới vợ đâu có nhìn thấy mặt được vợ đâu, có bà mai á, bà mối á, bà đi bà nói đủ thứ hết trơn á, rồi bà đem khăn đem áo rồi của cái người theo người vợ đó, vợ tương lai theo cho mình coi coi ta nữ công nữ hạnh ghê lắm, nhiều khi vẽ cái hình chút vậy cho mình coi cái hình dáng này như thế nào, hoặc là bắt cổ viết thơ qua thơ lại vậy thôi. Nhưng mà những cái đó đâu có đầy đủ để mà làm thỏa mãn cái lòng mà thương nhớ của mình, phải không? Phải cưới vợ thiệt mới được, chứ còn viết thơ viết từ đâu có nhầm gì, coi hình cũng đâu có đủ, quý vị thấy không? Giống y như vậy, những cái triết lý của nhà Phật hoặc là những triết lý của Chúa hoặc là của Đạo Hồi, bất cả những đạo gì đều để cho khiêu gợi cái lòng mong ước của mình lên mà thôi. Rồi mình phải tự hỏi mình, ấy có Thượng Đế thiệt không ta, có thành Phật được không? Tại sao những vị đó sáng suốt như vậy mà mình không sáng suốt được? Tại sao những vị đó an vui mà mình trầm luân khổ hại? Rồi mình mới bắt đầu mình đi tìm kiếm coi ở cái đời này có vị nào bằng những vị hồi đó chưa, thấy chưa? Có bằng Đức Phật như vậy không? Bằng Đức Chúa vậy không? Có hiểu biết cái đường mà chỉ cho mình đi hay không? Hồi xưa có người đi được, tại sao bây giờ không có người đi được? Có người đi qua thì con đường nó còn đó chứ sao nó mất đi, phải không? Nếu có người không biết thì mình đi kiếm người khác, người ta biết con đường đó, người ta chỉ cho mình. Cái đó cho nên những cái lý thuyết gì á nó cũng không có đúng. Nhưng mà nó đúng. Nó đúng một phần thôi. Học phép Quán Âm rồi cái gì cũng có hết, khỏi cần học một góc như vậy. Cái đó là học một góc thôi, học chữa bệnh thôi. Còn học của sư phụ à, mai mốt cái gì cũng có hết, chữa bệnh cũng được nữa. Nhưng mà cái lúc đó mình không có chữa bệnh đụng đâu chữa đó như vậy. Mình coi người nào nhân quả tốt, mình chữa giùm cho họ một chút. Sư phụ đâu có giữ đâu, tùy theo người vậy, phải không? Nhưng mấy cái người mà đem rác đến vô chùa đó là ta phải quét á chứ. Như kiểu cô hồi nãy đó, quý vị không biết tại sao sư phụ la đó, không biết hả? Đem rác đến vô, cái chuyện đơn vậy đó, tầm bậy tầm bạ ngoài thì đem dục đi cho rồi, còn đem vô lại hỏi nữa, còn nghi ngờ trong tâm lòng hai ba ngày nữa. Ngu quá, cái trình độ thấp kém vậy, phải đi la cho nó giọt đi cho rồi, để ra nhức đầu chết á, vậy không nổi. Tại nên sư phụ nhiều khi mượn cớ la người này la người kia, đừng cho mấy cái người mà yếu tim nó họ chạy đi cho rồi. Thì có chứ, cái hột chắc mà nó cứ trộn với hột lép hoài, rồi nó chắc cũng chắc mà lép cũng lép, rồi hai bên cũng ai. Không phải mình xay cái hột chắc đó mà có nhiều hột lép vô trong đó, nó rồi cái gạo mình nó cũng không có được tốt, nó cứ lộn mấy cái hột lép mà tắm trong đó hoài, phải không? Toàn là hột chắc không, xay nó dễ chưa, sàn sảy cái nó ra hết, nó lộn mấy cái hột lép vô mệt đó. Thành ra kiếm chuyện đuổi ra cho rồi, chứ cái lúc nó vô truyền ra mắng nó chưa có làm lỗi làm gì, mình đâu có đuổi nó được, không có quyền. Thí dụ như anh là cảnh sát, anh biết thằng đó là du đảng,
nhưng mà anh không có bằng chứng, anh không thể nào bắt nó, phải không? Đợi nó có bằng chứng đàng hoàng anh mới bắt nó được. Cũng như vậy á, sư phụ nhiều khi biết học trò không có tốt, nhưng mà nó chưa có làm gì hết, làm sao đuổi nó ra được? Nó có đủ điều kiện, nó nói nó ăn chay, nó ngồi thiền, nó thành tâm, nó nói nó muốn cầu đạo, mà đuổi ra người ta đâu có phục, những người kia đâu có phục, mà nó cũng không phục nữa, hiểu chưa? Thành đi vô nhiều khi biết những người nó vậy, phải kiếm cách đuổi nó ra, kiếm cách khác, la mắng nó hoặc là la mắng những người khác, nó chịu không nổi nó dọt ra, hoặc là nó chạy ra. Thì có chứ, cái hột chắc mà nó cứ trộn với hột lép hoài, rồi chắc cũng chắc mà lép cũng lép, rồi hai bên cũng ai. Không phải mình xây cái hột chắc đó mà có nhiều hột lép vô trong đó, rồi cái gạo mình nó cũng không có được tốt, nó cứ lộn mấy cái hột lép mà tắm trong đó hoài à. Phải không? Toàn là hột chắc không, nó xây nó dễ, thấy chưa, sàn sảy nó ra hết, nó lộn mấy cái hột lép vô mệt đó. Thành ra kiếm chuyện đuổi ra cho rồi, chứ cái lúc nó vô truyền ta bắn nó chưa có làm lỗi lầm gì mình đâu có đuổi nó được, không có quyền. Thí dụ như anh là cảnh sát, anh biết thằng đó là du đảng, nhưng mà anh không có bằng chứng, anh không thể nào bắt nó, phải không? Đợi nó có bằng chứng đàng hoàng anh mới bắt nó được. Cũng như vậy á, sư phụ nhiều khi biết nhưng học trò không tốt, nhưng mà nó chưa có làm gì hết, làm sao đuổi nó ra được? Nó có đủ điều kiện, nó nói nó ăn chay, nó ngồi thiền, nó thành tâm, nó nói nó muốn cầu đạo, mà đuổi ra người ta đâu có phục, những người kia đâu có phục, mà nó cũng không phục nữa, hiểu chưa? Thành đi vô nhiều khi biết những người như vậy, phải kiếm cách đuổi nó ra, kiếm cách khác, la mắng nó hoặc là la mắng những người khác, nó chịu không nổi nó dọt ra, hoặc là nó chạy ra nó phê bình, nó phỉ báng làm bậy bạ, nó tự động nó đi, hoặc là nghe người khác phê bình phỉ báng, nó tự động nó cũng dọt đi. Vậy mấy cái hột lép nó đi ra, chứ không thôi mà sàn sảy hoài à, mệt lắm, hiểu chưa? Rồi vậy những người nó vậy không nổi. Cũng như con cái cứng đầu á, vậy không được thôi, cũng như học trò mà vậy không được á, dốt quá mà, thì cho nó ra học cái trường đặc biệt đó, biết không? À vậy. Nhưng mà cái khi nó mới vô trường đâu có đuổi nó ra liền được, phải cho nó học một thời gian rồi mới có thì giờ mới nói à cái này nó học nó theo không kịp, cho nó ra trường đặc biệt, hiểu chưa? Đại khái nó cũng như vậy. Nhiều khi sư phụ có la ngày nào mắng ngày nào, quý vị cũng đừng nghĩ ngợi gì chân, không có cái gì mà không có lý do hết đó. Ta biết ta làm cái gì. Giờ nãy cô hỏi thấy cái câu như là rất là không có gì hết đó, nhưng mà quý vị có biết cô hỏi cái gì không? Cái lòng nghi ngờ đem rác đến mà đổ vô trong chùa, yeah. Rác đến đổ mãi cho rồi cũng đem về chùa làm chi, mà không phải đem rác không, cô có lòng nghi ở trong đó chứ. Thành ra thấy cái câu hỏi thì không có gì, đâu có ai biết cái tim của cô như thế nào đâu, có mình sư phụ biết à. Thành ra nhiều khi cũng oan ức cho sư phụ lắm, mấy cái người mà ác không ai biết hết, nói chuyện ngọt ngào lắm, dạ thưa sư phụ, dạ kính bạch sư phụ, dạ dạ này dạ kia, dạ xoa đó. Quỷ dạ xoa đó, biết không? Rồi sư phụ la ông sùm, tưởng đâu sư phụ dữ lắm, đâu có. Mấy người đó mới dữ đó, mấy người đó mới ác. Ác là kêu bằng Nam Mô một bồ dao găm đó. Còn sư phụ thì thẳng tính, hiểu chưa? Đối đãi mỗi người mỗi khác chứ, phải không? Thí dụ mà sư phụ có giận thiệt thì đâu có mà mới la một cái cầm rầm vậy được, cười được liền, phải không? Cái đó là ta đối đãi mọi người một khác thôi, hiểu chưa? Thí dụ như bên này người ta bệnh nặng thì phải mổ, nhưng còn bên kia người ta bệnh nhẹ cho cái viên aspirin thôi, chứ không lẽ cầm dao cũng đâm bên này luôn đó. Phải không? Thấy không? Bác sĩ cũng như vậy đó chứ, phải không? Người nào đang la liền, người nào cười thì cười liền, có gì đâu. Bên thì cho aspirin, bên thì mổ, phải không? Nhưng mà cũng ít người biết như vậy lắm. Biết được như vậy là có trí huệ lớn lắm rồi đó. Nếu mà quý vị mà la những thưa sư phụ la mắng ai mà quý vị thấy lòng không có động nữa, niềm tin vẫn còn vững chắc, nên mừng cho mình, mình là bất thối Bồ Tát, chưa? Không có thối chuyển tâm đó, kêu bằng bất thối Bồ Tát. Như có cái thử thách vậy mình mới biết mình lên lớp chứ, quý vị hiểu không? Nếu sư phụ ngày nào cũng cười hoài đó, không có gì đâu biết sư phụ là ai, rồi cũng đâu có biết cái lòng tin của mình nó mãnh liệt tới mức nào, thấy chưa? Rồi mình về mình ngồi thiền mình thấy vẫn còn cảnh giới vẫn cao nữa,
vì mình có cảnh giới tốt, mình có kinh nghiệm hay, mình mới vững lòng tin vào sư phụ. Thấy chưa? Mình biết, mình biết sư phụ của mình lại nói gì cũng trời lòng cũng không nhả nữa. Còn những người mà không có gì hết mà cái lòng cứ nghi ngờ đó, đụng chút rồi nó thảy ra là biết hột lép, không nên vô trong này. Nhưng mà nó lỡ nó lộn vô rồi thì tự tụi mình sàng nó ra, sàng sảy nó ra, thổi nó ra chưa. Cũng như cơm gạo đó, mình lấy sàng sàng mình sảy sảy nó ra, phải không? Cái nó ra, những cái hột lép nó ra, những cái tấm, cái đầu lúa nó ra hết, còn những cái hột trắng nó ở lại thôi. Phải vậy chứ, đâu phải hột nào giống hột nào đâu, phải không? Lúa gạo cũng như vậy, ngọc ngà cũng vậy thôi. Ngọc thì có chỗ, có cái, có tì, có vết, mình phải lựa để riêng. Còn những viên ngọc nào mà tốt đẹp bán cái giá khác chứ. Đâu phải cái đầu ngọc là cũng giống ngọc đâu, đầu có, phải không? Ngọc cũng không giống ngọc thì người cũng không giống người. Học trò có chắc có lép, có cao có thấp, có hết á, phải khảo mới biết chứ. Đi thi chứ, lâu lâu thi lần nhá, phải không? Đâu phải thi cho người đó đâu, còn thi tất cả mọi người trong lớp đó chứ. Biết cái lòng mình á, nghi ngờ tới đâu, sư phụ la gì rồi, cái lòng mình nó động tới mức nào là mình biết cái lớp mình nó biết cái trình độ mình nó tu hành tới mức nào, hiểu chưa? Đấy, khỏi cần hỏi sư phụ nhiều. Mình tự xét mình á hả. Nếu mà thấy sư phụ la người này một chút, la người kia một chút mà cái lòng mình nó nổi tâm phê bình nó lên á, là biết mình chưa có vững đó, là nó ráng tu thêm chứ đừng có bỏ liền cuốn. Nhưng mà cái đó còn cứu được, còn cứu được. Có người mà bỏ đi luôn á là biết là rớt rồi, thi rớt rồi hả. Một gì đó, cái gì, điểm một phải không? Không phải ba chứ, ba hai hai gì đó, bốn là giỏi phải không? Một chấm là tệ lắm rồi đó. À đúng rồi. Cũng như nhiều người họ biết cái chỗ đó có mỏ vàng, họ cũng muốn tới vậy, cũng muốn đào, nhưng mà tới đó không có đủ sức để đào, hoặc là không đủ tiền đâu để mà dự bị việc ăn uống ở đó, hoặc là không có đủ máy móc dụng cụ, thấy chưa, mà không có đủ cái niềm tin dai dẳng để mà đào xuống đất sâu. Tại vì đào thấy đất không à, đào càng thấy đất càng nhiều. Hột vàng hay là kim cương nó ở sâu đâu, nó đào được lên chút thôi, còn đất thì nhiều phải không? Mình phải đi qua những cái đống đất đó chứ, mới vượt qua cái sự đất, cái đất đá đó mới tìm được ngọc ngà. Có nhiều người thấy đất không à. Thấy đất không rồi cái nản là đi, thấy chưa? Không thì không có đào sâu xuống. Có đào giếng cũng vậy, đào lâu lắm mới có nước chứ. Thấy đất không ngoài không thấy nước đâu chứ. Thì đào chưa tới nó ôi à, đất không, nước đâu có nước. Thôi dẹp. Thí dụ như quý vị trồng cây đào cái mận ngoài kia ha. Đâu phải trái nào nó cũng lành lặn mà nó để đến tay quý vị đâu, quý vị ra coi. Trái thì bị chim ăn, trái thì bị gió thổi rớt xuống, trái thì bị sâu nó đục khoét, trái thì bị móp vùng bên á, trái thì bị xanh rồi nó gió thổi rụng mất. Thấy không? Chỉ có một ít trái nó còn ở trên cây mà đủ cho vừa đúng tầm cho mình ăn mà hoàn toàn thôi. Còn nhiều khi trái nó còn ở trên cành nhưng mà nó lủng một lỗ vườn á, nó bị sâu đục một khoét rồi nó có tật có nguyền á. Ăn cũng thấy không đẹp, bán không được à. Ăn chút đỉnh được thôi chứ bán không được. Cái lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế mà Ngài muốn nói cái pháp nhiệm mầu, pháp hòa đó, 5.000 người bỏ ra khinh thường, 5.000 người bao gồm những vị tỳ kheo ni, những người xuất gia lâu rồi đó, nghĩ rằng làm gì có cái pháp mà ta chưa biết, ta là người tu hành xuất gia rồi, làm gì có cái pháp mà tôi không biết mà phải cho ông không dạy được. Khinh thường, 5.000 người bỏ ra khỏi pháp hội. Sau đó Đức Phật mới nói rồi, mấy cái hột lép nó đi ra hết, còn hột chắc không. Bắt đầu truyền dạy. Thí dụ như quý vị thấy nhiều khi truyền tâm bắn xong, cái lúc truyền tâm bắn là sao? Sư phụ thôi, đánh bên đông đánh bên tây không, dòng bão sấm chớp đủ thứ hết. Truyền xong rồi ngày thứ hai nó khác quắc theo. Sư phụ cười nói vui vẻ, thanh thoảng tâm hồn ao. Hoặc là truyền tâm bắn xong nó khác không? Tại vì những người đó phong ba nhiều lắm. Mình phải đỡ bên này đỡ bên kia đủ thứ vậy mà cũng không kịp á. Đời mặt pháp mà nó toàn là tạp nhạp đi vô không à, phải không? Cái đời xưa người đâu truyền tâm bắn, người ta khảo nghiệm 3-4 năm á, phải không?
đi mòn đường mòn nước tao mới. Bây giờ sư phụ đâu có khẩu gì đâu, thì giờ đồng khẩu khẩu vậy khẩu xếp cho đi, nhưng mà chưa tới mà cứ ngồi la lố rồi mà đâu có, nó đâu có làm gì được. Những cái vị mà hoàng đế ở bên nước Anh trước khi mà lên làm vua là họ bắt vô mấy cái trường cực khổ luôn, huấn luyện chết luôn rồi á. Lội tiết nằm xương cũng giống y như những người thường dân khác vậy. Mà không được complain gì hết, không phải tới đó không ai đối xử không đặc biệt hết, cũng như một người những người thường nào, nhiều khi còn khổ hơn nữa chứ không biết mùi. Để mai mốt làm vua mới được chứ. Chịu khổ như vậy mai mốt cũng mới trưởng thành nhé, em thôi lè phè hoài cũng mệt ha. Ai người này dòm người kia hả, một người đi làm tám người ăn. Qua bên đây rồi cái tinh thần cứng cáp thêm hả, thân thể nó huấn luyện lanh lẹ hơn chút, cái phản ứng nó nhẹ nên nó lẹ hơn ha. Ở Việt Nam làm có bộ không lẹ ha, lẹ phè mà. Qua đây nó quen không, thấy người nào qua Việt Nam qua đây nó cũng khác, nhẹ nó lẹ làng hơn, nó sốc vác hơn mà nó có vẻ đảm đương và không có mẫn cảm như ở Việt Nam nhiều ha, không có động chút có khóc cái kiểu đó, thấy chưa. Nó chịu cực khổ nó cũng quen. Nhưng mà nhiều người khổ rồi không biết học cái bài học khổ đó, cứ cái gọi gì than oán cái sự khổ của mình, nhớ cái quá khứ khổ mà không biết đó là những bài học quý giá cho tương lai. Mới cứ ngồi đó cái than trách hoài được thành cũng không lớn khôn được. Thành ra trời Phật hoặc là những cái nhân quả của trừng phạt mình đi nữa nó cũng chưa đủ, không có đủ bằng những lời minh sư chỉ dạy. Chỉ mình mới biết tại sao mình như vậy, chứ không mình tưởng đâu trời Phật phạt mình rồi mình ngồi đó mình còn giận trời trách đất nữa thì còn thêm ăn tội nữa, phải không? Để mình u minh mình cũng biết nữa, chỉ cho mình học vậy, cảnh cáo mình như vậy mà mình cũng cứ vùi đầu vô như thường, thấy không? Thí dụ không có sư phụ chỉ dạy, quý vị mặc dầu bị chiến tranh, bị tai nạn, bị đi tị nạn cực khổ như vậy mà cũng đâu có tự mình biết ăn chay rồi đâu, phải không? Sư phụ nói một câu cho mới bắt đầu biết rồi thôi ăn chay, thấy không? Thì thành ra cũng phải có minh sư mới được à, chứ không phải mà cái luật nhân quả không mà đủ à. Thành ra uổng như vậy đó, uổng là minh sư rất ít, cái Phật Bồ Tát ít có muốn xuống đây làm gì, xuống khó vậy. Có nhân quả duyên nhồi nó vậy mà nó cũng sợ, hiểu chưa? Bữa nay đánh giết rồi mai nó sống lại nó cũng làm y như cũ à. Cũng như mấy người mà có bồ du đảng mà hạng nặng, nó bắt vô bỏ vô tù mấy năm rồi nó đào trường khoét đất nó chung ra rồi nó cũng làm y như cũ, nó cũng làm tệ hơn hồi xưa nữa, nó còn giận thêm chính phủ, nó còn làm tới nữa, hiểu chưa? Nhiều khi nó trả nợ trả nần xong ở trong tù rồi nó ra nó quyết định trả thù luôn nữa, thấy không? Giận đời đi giận đời gì đó xăm tùm lum đó, hả cái gì giận đời đen bạc rồi gì đó xăm mình xăm mẩy quyết định trả thù rồi gì tùm lum hết, thấy không? Thành ra cái sự mà trừng phạt ở trong cái ngục đó, lao ngục đó đâu có thấm thía gì đối với họ đâu. Cái luật, cái sự trừng phạt trong lao ngục của chính phủ đó cũng giống như cái sự trừng phạt của nhân quả của ma vương, của gì diêm vương vậy đó, hiểu chưa? Không có làm ta bớt chút nào hết trơn à. Phải có minh sư dìu dắt mới được, nói rõ cho họ biết tại sao họ bị phạt như vậy, nói rõ cho họ biết có con đường tránh đi những cái sự bị trừng phạt tương lai. Họ nghe họ hợp lý, họ cứ theo, họ từ trong tâm họ cải ra mới được, từ trong tâm mà họ cải biến cái cuộc đời mới được. Chứ còn dùng bất cứ cái gì bên ngoài, dùng lời nói cũng không đủ, mà dùng trừng phạt càng mệt thêm nữa. Oan oan tương báo của chất chồng hoài hả. Nên quý vị đi tu là phải lắm đó, đặng làm minh sư chứ, thấy không? Hãy dìu dắt những người mà lầm lạc khác. Người nào càng thêm một người là càng thêm một ngọn đuốc, càng thêm một cái gương sáng. Thành ra cực khổ gì cũng ráng tu hả. Sư phụ có la có mắng gì cũng phải ráng. Chứ không có lùi bước được. Đi tu đi học thì phải cực khổ chứ, đi học thì phải có thi chứ, không thi làm sao biết mình đậu, mình cái trình độ học vấn mình tới mức nào. Thi thì phải nhồi bài nhồi vở, phải thức đêm thức hôm, phải cực khổ, phải đau lòng đau dạ chứ, phải không?
cái ngoài đời nó thi như vậy thì ở trong đạo nó cũng thi cỡ đó thôi. Nếu mà sư phụ không thôi, sư phụ làm sao thi, thi cách nào đâu, làm sao mà biết quý vị cái lòng có trung kiên hay là không đó. Nếu mà nói sẵn cho quý vị biết trước, à ngày mai sư phụ sẽ mắng con nha, con chuẩn bị tinh thần ha, đúng 11 giờ đúng 11 giờ trưa sư phụ bắt đầu niệm á, niệm kinh á, thì vậy đâu có phải là thi nữa. Thí dụ như mình đi thi rồi, ông giám khảo ông nói hết cái đề thi cho mình, đâu phải là thi nữa phải không? Ông nói ở ngày mai thi có cái đề gì đó, vật lý, toán học gì đó, nói hết trơn hết trọi ra, đâu phải thi nữa. Phải bất ngờ mới thi, cái gì mình không biết trước mới thi chứ, phải không? Cho nên ráng, cực khổ gì cũng ráng, phải ráng mà tu để cho làm người, cho thành một vị minh sư, như bất động đó. Sau này phong bao bão táp gì cũng không có rúng động được cái tinh thần của mình, đặng mình mới cứu được những người khác chứ. Mình đụng chút cái rúng động, đụng chút cái khóc, đụng chút cái đó. Nếu mà nói sẵn cho quý vị biết trước, à ngày mai sư phụ sẽ mắng con nha, con chuẩn bị tinh thần ha, đúng 11 giờ đúng 11 giờ trưa sư phụ bắt đầu niệm á, niệm kinh á, thì vậy đâu có phải là thi nữa. Thí dụ như mình đi thi rồi, ông giám khảo ông nói hết cái đề thi cho mình, đâu phải là thi nữa phải không? Ông nói ở ngày mai thi có cái đề gì đó, vật lý, toán học gì đó, nói hết trơn hết trọi ra, đâu phải thi nữa. Phải bất ngờ mới thi, cái gì mình không biết trước mới thi chứ, phải không? Cho nên ráng, cực khổ gì cũng ráng, phải ráng mà tu để cho làm người, cho thành một vị minh sư, như bất động đó. Sau này phong bao bão táp gì cũng không có rúng động được cái tinh thần của mình, đặng mình mới cứu được những người khác chứ. Mình đụng chút cái rúng động, đụng chút cái khóc, đụng chút cái giận, đụng chút cái hờn mát, rồi làm sao mà có đủ tinh thần để mà chịu đựng, làm sao có đủ nghị lực để mà phấn đấu, mà còn kéo theo những người khác nữa. Mình kéo mình không nổi, kéo ai, quý vị hiểu không? Thành ra tu thêm người nào hay người đó ha, không có lãng phí gì đâu hết trơn. Những cái hột chắc đó mai mốt nó sẽ mọc mầm lên, nảy mầm đâm bông nảy lọc lên, nó sinh ra nhiều trăm ngàn vạn cái hột chắc khác. Có một hai hột lép không sao, mình sàng mình xảy nó ra. Chứ không phải vì những cái hột lép đó mình bỏ hết trơn trời cả mấy cái hột chắc, uổng quá, phải không? Trồng đậu, trồng khoai, trồng lúa thì có hột lá cái lép hột chắc chứ, cái này không có thể nào tránh được hết. Cái mấy trời mà nó còn vậy, huống chi cái dùng cái thân thể phàm phu, làm sao mà mình lựa chọn cho nó hết được, phải không? Thì đã nói rồi, cảnh sát mà họ biết mình phạm tội nhưng mà họ không có đầy đủ cái bằng chứng, họ cũng không vô nhà mình bắt mình được mà. Đợi chứ, không có bằng chứng rồi mới đuổi được chứ. Bắt người ta phải lo lắng cho mình, ở đây làm gì? Ở chùa là những người phải hy sinh chưa, phải biết tu hành, sự phụng người khác, trưởng thành rồi mới ở chùa được. Những người đi tu là những người đại trượng phu, có hiểu chưa? Không phải con nít trốn tránh trách nhiệm hoặc là trốn gia đình, không ở nhà không ai thương rồi chạy tới đây đặng tìm kiếm tình thương, cái đó không phải, cái đó không được, không được làm người xuất gia như vậy. Phải lớn rồi mới được làm người xuất gia, lớn là tinh thần lớn, đủ nghị lực, ý chí phấn đấu mới được. Chứ ở đây làm thêm gánh nặng nữa thì không nên, còn mang nghiệp chướng nữa, hiểu chưa? Dọn về nhà ở cho rồi. Những người nào mà muốn xuất gia thì phải cam khổ mới được, phải kiên cường, phải theo sư phụ, nhất nhất phải nghe lời, nhất nhất phải làm giống như vậy, rồi phải vừa tu mà vừa phải có cái lý tưởng cao đẹp để giúp đỡ người khác mới kêu bằng người xuất gia. Chứ mà cái tính còn như con nít nhõng nhẽo là xuất gia làm cái gì, đâu phải lại đâu để cưới chồng cưới vợ đâu mà nhõng nhẽo, phải không? Sư phụ không phải nói là những cái tánh đó là những tánh xấu, nghĩa là chưa có trưởng thành mà thôi, mà tại vì chỗ này là chỗ huấn luyện sắt thép, chỗ sửa xe. Ta mở cửa mở nẻo bù lon bù vít gì ta dặn hết ra đen ngòm ở trong sửa, chứ không có được ngồi đây mà nói cái xe tôi nó mới mua đừng có rời vô hoặc là rời một chút là lao thôi, chứ không có được sửa, nó hư ở bên trong á, phải cởi ra chưa, quăng hết cửa rồi ra máy móc rồi mở hết ra, bù lon bù vít vặn hết ra, hiểu chưa? Nó đen thui ở trong á, dòm xấu lắm nhưng mà cũng phải mở ra đặng mà sửa chữa. Thành ra có người nào mà xuất gia mà lạng hoàng lại đây ở được, nó tự mình khẩu mình, nó thấy chưa? Chứ sư phụ chưa có đuổi đó, tự nhiên nó khiến ra như vậy. Ở chùa không có dễ đâu,
Đúng, tưởng ai tưởng là ở tới ở chùa là cũng phải là người xuất gia, không phải đâu, không phải cái vấn đề cạo đầu với không cạo đầu. Cái tính tình á, cái trình độ của mình á, cái sự hy sinh của mình nó tới đâu, cái sự hiểu biết của mình nó tới chỗ nào, chứ không phải sư phụ cứ vấn đề cạo đầu hay không cạo đầu đâu. Trời ơi, cứ người nào cũng xuất gia cũng tới nó nhõng nhẽo hoài chết luôn á, không có được. Xuất gia phải để cho người ta nương tựa vào mình, chứ không phải mình tới đây mình nương tựa người ta. Phải hiểu, đừng có tương phản như vậy. Sư phụ thì đối với tất cả mọi người đều có lòng bao dung thương mến hết, nhưng mà đối với người xuất gia là cái bổn phận nó khác, thấy chưa? Thí dụ làm lính nó khác, làm dân thường nó khác, làm cảnh sát nó khác. Cảnh sát mà cứ đi bắt người thường dân bảo vệ cho mình thì sao được? Phải biết cái trình độ của mình và cái sức lực của mình, chứ đừng có trèo cao quá té nặng, thấy chưa? Chứ sư phụ không có phải phân biệt cái gì mình làm được thì làm, không làm được thôi. Chưa. Còn nếu muốn thử thì cũng thử một thời gian thôi, biết không được phải chung ra. Chứ không phải nói ai người nào cũng muốn ở chùa là ở được, người nào ở chùa cũng là người xuất gia, đâu có được vậy. Cái người xuất gia nó cái sự cương quyết của họ nó khác, cái lòng quyết định của họ nó khác, chứ không phải cạo đầu với không cạo đầu. Tại sao họ cạo đầu? Tại vì họ đã muốn chứng tỏ là họ cương quyết, họ không cần cái sắc đẹp nữa, không cần ai nói họ cái đầu như thế nào, nếu vậy thôi, chứ không phải cạo đầu là quan trọng. Cạo không cạo cũng vậy à, thấy chưa? Cái lòng mình nó đã cương quyết rồi. Mà Phật trời chứng giám mình cạo không cạo, mình để tóc dài cũng vậy thôi. Thí dụ bây giờ sư phụ để tóc dài, quý vị cũng đâu nghi ngờ sư phụ muốn làm gì đâu, phải không? Thấy rất là tự nhiên, phải không? Thí dụ như mình tu hành đứng đắn đàng hoàng, người ta ngửi được cái mùi, bận đồ gì nó không ai nói gì hết, để tóc sao cũng được. Nhưng mình ta mới xuất gia, ta muốn tỏ cái lòng cương quyết vậy đó thôi, cái truyền thống vậy, chứ đâu phải cạo tóc là mới là người xuất gia. Nhưng mà không phải ở chùa là người xuất gia đâu, cái người xuất gia nó khác này. Cái lòng họ cương quyết mình thấy rõ ràng, cái thái độ của họ nó rất là minh bạch, vậy thôi, chưa. Còn không xuất gia nó khác này, chứ không phải ở chùa là xuất gia đâu, chưa chắc. Thấy tóc mà không muốn cạo mà xuất cái gì hả? Ở chùa xuất gia nhưng mà không cạo tóc, thiếu gì người như vậy, tối ngày cãi lộn không, sư phụ có nhiều lắm. Chuyện nhỏ nhặt mà cứ cãi với nhau, phải không? Giống y như mấy bà hàng xóm hàng cá mà chợ. Thành ra tuy rằng nói cái bề ngoài nó không quan trọng, nhưng mà cũng phải coi cái thái độ của người đó, chứ không phải người nào cũng giống người nào á. Sư thấy sư phụ để tóc rồi cũng sống nhau để vậy, ta cũng là người xuất gia. Nó khác chứ, phải không? Thái độ sư phụ nó khác. Nhưng mà đang muốn làm thì nó làm, chứ đều đừng có khoe khoang nói là ta xuất gia, khó lắm. Cái những cái vi tế đó mình khó nhận biết được, nếu không có thầy mà con mắt thiệt sáng đó, mắt mình đen thui, mình dòm không thấy, mình thấy người ta không à, thấy bà này có lỗi, bà kia có lỗi, bà kia dơ, nhà kia có rác. Thấy không? Việt Nam mình nói cái gì đó, nhưng mà chân mình những lắm bê bê lại vác đuốc lê cho người đó, kiểu đó đó, thành ra mệt lắm á. Nhưng mà nhiều khi để nương nương nó chưa có lộ liễu cái lỗi của nó ra, cũng như cảnh sát mà không có bằng chứng bắt không được vậy thôi, để từ từ người ta bắt. Từ từ ta nắm áo nó kéo vô. Tại nhiều người cái lỗi không có thấy gì bao nhiêu mà sư phụ cũng cương quyết đuổi ra. Tại sao ta biết nó không, cái lòng nó không có xuất gia, nó đợi cái dịp thôi, đợi dịp đừng bắt ra thôi. Nó xin xuất gia hôm nay không cho nó, nói nó không phục, nó không cho nó, rồi những người xung quanh cũng không phục, tại nó không có lỗi lầm vậy, sư phụ không cho nó xuất gia, hoặc là đuổi nó, đợi nó có lỗi đuổi nó mới sướng, thấy chưa? Vậy đó, nó cũng phục mà mình cũng khỏe. Chứ không thôi sư phụ cũng bị nhức đầu rồi chứ. Thí dụ đuổi một người không có lý do, mấy người xung quanh công kích tới chứ, thờ không thấy nó có lỗi vậy sư phụ đuổi, chắc sư phụ ghét nó hả? Ghét nó tư nhân cái gì đó, phải không? Không có đâu. Quý vị nói chuyện với những người đó một hồi, quý vị hiểu liền tại sao sư phụ đuổi, mặc dù cái lỗi nhỏ hoặc là lỗi lớn. Cái cách nói chuyện của họ, cái tư tưởng của họ, cái cách nhìn của họ nó khác lắm, không có giống người xuất gia, thí dụ vậy đó ha. Hoặc là không giống những người muốn truyền tâm ấn, không giống những người muốn lại cộng tu, mặc dù họ nói họ lại cộng tu, hoặc là họ lại hoài, họ lạy sư phụ 3, 4, 5, 6, 70 lạy vậy đó, nhưng mà sư phụ vẫn chửi vẫn mắng như thường. Còn những người không lạy không vậy, cứ ngồi sau lưng không có làm gì, sư phụ cũng chẳng có nói năng gì tới, hiểu chưa?
không có cái ai mà oan ức, cái chừng của mình sư phụ là oan ức thôi, không có đứa ở ngoài oan ức hết. Tại cứ nhìn bên ngoài không mà phán đoán sư phụ, nhìn mấy người đó chỗ lễ phép quá thì một bạch hai thưa ba lạy bốn bái không, nói gì cũng bạch sư phụ, bẩm sư phụ, thưa sư phụ, trình sư phụ, trong lòng đủ thứ rác đến hào quang màu cà phê. Quý vị đâu có thấy cứ nói sư phụ dữ này kia, đâu có, sư phụ là hiền nhất thế gian, hiền nhất vũ trụ, không ai hiền bằng sư phụ. Nhưng mà coi không thấy thôi. giờ mình thấy dữ quá. Còn chúng sanh hung ác không ai dòm ra. Ví dụ như bữa nay có anh ảnh chân ảnh bị tật đó, muốn truyền tâm ấn nhưng mà sợ nhiều khi đi ra phải cùng với bạn bè ăn nhậu này kia kia nọ, thấy không? Bạn của anh ấy là ai? Bạn tốt nhất là sư phụ đó, đâu có biết. Còn mấy người mà đi rủ ăn nhậu đó, thịt rượu thịt đó, mai mốt xuống địa ngục mấy người đâu cứu được, cùng nhau đi luôn đó chứ. Ở trên này uống rượu với nhau rồi xuống kia cũng ở trên này là kêu bằng cái gì, barbecue với nhau rồi xuống kia nó barbecue với nhau thôi. Quỷ nó barbecue chung một chỗ, bạn bè mà. Khó vậy đó chứ, đâu có biết người nào là bạn tốt đâu. Con sư phụ là người bạn rất tốt, nhưng mà nó nghĩ là không tốt, tại vì bắt nó bỏ rượu bỏ thịt, bắt nó tu, bắt nó trì giới như chưa. Đâu vậy, kiếm coi, cái đời nó điên đảo như vậy. Người tốt mình gọi là xấu, người xấu mình nói là tốt. Tầm tưởng kẻ cấp là con của mình, nói vậy đó không, mà luân hồi với nhau cả đám chứ không có gì trường. Mắt mù tới mức vậy đó, mặt trời trước mắt mà cũng không thấy nữa, dội ngay vô mắt nó mà nó cũng không có. Cũng như con cú đó, cú đó, nó đâu có thấy mặt trời đâu. Ban ngày nó cũng thấy gì không, ban đêm nó thấy chuột, thấy mèo, thấy chuột thôi nó ăn, nó kiếm nó mấy con chuột nó ăn. Ban ngày mặt trời chói rồi nó cũng không có. Mình mà biện luận với nó 100 năm nó cũng không có mặt trời, không có mặt trời, nhất định không có mặt trời, tôi không thấy đâu hết. Tới mức vậy đó, chúng sanh vô minh nó cũng tới mức vậy đó. Điên đảo cái chuyện hay nó kêu bằng dở, chuyện dở nó làm là hay. Uống thuốc độc rồi vậy đó, hút thuốc độc vậy đó, thuốc lá đó, xì ke toàn là những thứ độc không ấy chứ, mà khen ngon mà lấy tiền thiệt là mắc nó mua, mà làm tối ngày đầu tắt mặt tối để mà mua một chút rượu whisky vậy đó, mà cái đó toàn là thuốc độc không, mà uống vô rồi còn chắp lưỡi rồi nữa. Rồi người này cứ khen hùng với người, trời ơi cái món anh mua này là cái thứ whisky tốt nhất đó, hoặc là thứ rượu tốt nhất đó. Nó thuốc độc hảo hạn. Thuốc độc first class á, khiến nhau vậy rồi uống nhau vô, rồi ngã nhau đó, rồi mửa đó, rồi đánh nhau đó, rồi vậy là kêu ngon á, kêu bạn bè đó, kêu bằng cái gì đó, đồng tịch đồng sàng cái kiểu đó, nó hiểu không? Còn sư phụ cứu nó đời đời nó sung sướng, mà nó không nghĩ rằng sư phụ là người bạn tốt, đứng ngoài dòm vậy thôi. Nhiều khi cũng biết hay vậy nhưng mà không theo, hiểu chưa? Nặng nề lắm. Thì mình thấy càng tu mình càng thấy cái đời nó điên đạo, phải không? Cho nên những cái hột lép mà thấy vô mà thấy sư phụ là vốn đã lép rồi, có xảy nó ra cũng đâu có sao đâu, đừng có luyến tiếc gì hết. Vì đừng nghĩ người nào oan uổng người nào, sư phụ đuổi người nào là chắc người đó hết. La người nào là đúng người đó, đúng ngay phốc rồi đó, cũng như bắn mà đúng ngay cái hồng tâm này đó. Không có trật à. Nhưng mà nhiều khi chưa tu hành á, tu hành ít á, dòm không có thấy, cứ ngồi đâu phê bình sư phụ hoài là ngu. Rồi theo cái nghiệp chướng cũng chia bớt cái nghiệp của cái người mà bị la đó, rồi mình cũng tố đọa lạc xuống luôn, khổ vậy chứ. Thành ra mình ráng làm một người tốt để cho khỏi có bị ảnh hưởng những người khác nữa. Mệt lắm, dễ học trò mệt lắm. Cái nghề này khó kiếm ăn. Cái gì lỗ vốn hoài. Vừa phải
phải mệt rồi bỏ tiền ra, bỏ thân bỏ xác rồi còn bị người ta hiểu lầm nữa chứ. Đâu có nghề nào mà kiểu này đâu, nghề nào cũng phải thâu vô chứ, nghề này nghề bỏ ra không mà còn bị người ta không không chịu nữa, người ta còn phạt ý nữa chứ, trời khổ vậy. Thành ra mới nói sư phụ là người bị oan ức nhất, không có ai bị oan hết. Sư phụ tới ngày complain có bao nhiêu người ta đó bị oan hoài, oan ơi ông địa đó.